Thứ tư thì ngày 22 tháng 2 2023 âm lịch, ngày mùng 3 tháng 2 tức ngày Tân Hợi là tháng Ất Mão, can sinh chi là kim sinh thủy, nạp âm là thoa xuyến kim. Ngày này là ngày cát, gọi là bảo nhật. Vì thế mệnh kim và mệnh thủy ngày này rất là thuận lợi và hanh thông. Theo ngài Khổng Minh thì ngày này là ngày thiên đường xuất hành rất là tốt, có quý nhân phù trợ, kinh doanh buôn bán đều được may mắn, cầu tài lộc thì đều được như ý nguyện. Nói chung là nhiều việc được hanh thông và tốt lành, nhất là hai cái tuổi Mão và Mùi trong ngày này. Và theo nhị thập bát tú, ngày này là ngày sao Bích chủ trị. Sao Bích là sao đại kiếp, khi tạo tác hay là làm những cái việc trong ngày thì đều được phúc, con cháu đều thành danh, thi cử đỗ đạt, sau này dễ làm quan, anh em họ hàng trong dòng họ thì hòa hợp yên ấm. Tuy nhiên theo cổ nhân để lại thì ngày này là ngày Tam Nương. Tuy nhiên ngày Tam Nương thì không rõ là xấu như thế nào. Cùng với đó là ngày trùng phục thì nên kỵ chôn cất cũng như là xây cất mồ mả để tránh tai họa về sau, quý vị nhé.